Các bạn thân mến, ngày hôm nay khi mà tìm hiểu về nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ thì chị vô tình đọc được một bài thơ vừa quen vừa lạ. Quen là vì chị đã nghe rất là nhiều tới bài thơ này rồi và cũng có biết một số đoạn ở trong bài thơ này rồi, nhưng mà chưa bao giờ có dịp đọc hết bài thơ này cả. Ngày hôm nay đọc bài thơ này xong thì cảm thấy rất là thú vị. Thế nên là muốn được chia sẻ cùng với các bạn, bởi vì đây là một bài thơ rất hay, với một cái tựa đề vô cùng giản dị mà cực kỳ gần gũi với chúng ta. Đó chính là bài thơ mang tên Tiếng Việt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về bài thơ này các em nhé. Bài thơ Tiếng Việt, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm, cánh đồng xa cò trắng xù nhau về. Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm, nghe sạc xào gió thổi giữa cau tre. Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng, tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya, tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng, tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê. Tiếng cha dằn khi vun cành nhóm lửa, khi hun thuyền gieo mả lúc đưa nôi. Tiếng mưa rồi ào ào trên mái cỏ, nón ai xa thăm thẳm ở bên trời. Đá treo leo, trâu trèo trâu trượt, đi mòn đàng dứt cò đợi người thương. Đây muối mặn gừng cay lòng khế xót, ta như chim trong tiếng Việt như rừng. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ. Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa, óng tre ngà và mềm mại như tơ. Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát, kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh. Như gió nước không thể nào nắm bắt, dấu huyền trầm, dấu ngã tranh vênh. Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy, một tiếng vườn, rợp bóng lá cành vươn. Nghe mát lìm ở đầu môi tiếng suối, tiếng heo may gợi nhớ những con đường. Một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận, vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta. Tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng nị trâu quỳ xuống lạy cha già. Tiếng thao thức trong lòng trai ôm ngọc sáng, dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi. Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quáng, thành Nguyễn Du vằng vạc nỗi thương đời. Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng, cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi. Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người, như tiếng sáo, như dây đàn máu nhỏ. Buồm lồng sóng xô mai về chúc nhớ, phá cũi lồng vời vời cánh chim bay. Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay, tiếng trong trèo như hồn dân tộc Việt. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi. Như vị muối chung lòng miền mặn, như dòng sông thương mến cháy muôn đời. Ai thuở trước nói những lời thứ nhất, còn thô sơ như mảnh đá thay rìu. Điều anh nói hôm nay chiều sẽ tắt, ai người sau nói tiếp những lời yêu. Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển, có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya. Ai ở phía bên kia cầm súng khác, cùng tôi trong tiếng Việt quay về. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình, quên áo mặc cơm ăn. Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất là hay của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Đây là một bài thơ hiếm hoi của anh, của người nghệ sĩ này, được đăng trên báo trong những năm người ta từ chối thơ anh. Để được đăng trên báo Văn Nghệ, nhà thơ Phạm Tiến Duật khi đó đã phải biên tập và sửa 3 chỗ như chú thích ở trong bài mà chị vừa hướng dẫn cho các bạn, được không ạ? Ở trong ai người sau nói tiếp những lời yêu, tiếng Việt xót xa tình, một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận, được không nào? Và bản được công bố được coi là bản chính của tác giả Lưu Quang Vũ, và về sau thì đều in theo bản này hết, được chưa nào? Đây là một cái bài thơ rất hay để chúng ta thêm trân trọng tiếng Việt, chúng ta thêm trân trọng ngôn ngữ mẹ đẻ. Điều kỳ diệu của tiếng Việt, đây là thứ tiếng sản sinh trong cuộc sống lao động và chiến đấu, là một thứ tiếng ngọt ngào đằm thắm tha thiết, thấm đẫm yêu thương dịu dàng trong trẻo, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. phải không ạ? Và chúng ta thấy rằng là đây là một trong những bài thơ có một cái sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vì bây giờ trong thời đại này thì có rất là nhiều người thờ ơ với những cái giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là đối với tiếng Việt. Bây giờ thì các bạn ấy thích sử dụng những cái từ ngữ mà nó Tây hóa hơn, những cái từ ngữ hiện đại hơn. Nhưng mà suy cho cùng, xét cho cùng, nếu như chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng tiếng Việt là ngôn ngữ của nước ta và cũng là ngôn ngữ rất là đẹp, rất là hay và cần phải được trân trọng, phát huy hơn nữa. Được không nào? Các bạn thân mến, chị hy vọng là ngày hôm nay với video clip này thì các bạn đã có thêm những cái chia sẻ và có thêm những cái hiểu biết để chúng ta sẽ cùng viết được những bài văn hay, thật là hay hơn nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ subscribe kênh YouTube của chị Hiên là Học Văn Chị Hiên để nhận nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.